Vâng, đồ gỗ Khảm Ốc trang trọng của em xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2023. Chúng em xin quay giới thiệu đến quý khách một bức tranh chúng em đang hoàn thiện cái công đoạn đầu tiên là cưa cắt. Đây là bức tranh được chúng em sen lọng rất tỉ mỉ từng cái cánh chim, từng cánh bướm, các cái bông hoa, hoa cúc, hoa hồng, các cái cánh hoa được chúng em sen lọng bằng chất liệu ốc Singapore, ốc đỏ vàng chanh xanh hoa lý. Đây là một chiếc bức tranh có kích thước khổ rất chi là đẹp, số đỏ số đen, được chúng em khảm để cho quý khách đặt hàng quen thuộc bên em. Cô bác anh chị yêu thích đồ gỗ khảm chai ốc hãy liên hệ và gọi trực tiếp để được tư vấn, có thể đặt hàng trực tiếp qua số 2034 22 22 399. Quý khách hãy bấm và đăng ký ủng hộ kênh cơ sở chúng em. Xin chân thành cảm ơn.